Truyện tích thứ 49, Chuỗi hạt mân côi, chặng đường thánh giá. Không biết từ đâu và từ bao giờ, người ta đã truyền bá phương thức lần chuỗi mân côi chặng đường thánh giá. Trong một tập hồ sơ của một thầy dòng, chúng tôi thấy có tài liệu này. Tương truyền, Đức Mẹ đã hiện ra với một nữ tu, truyền bá phương thức lần chuỗi mân côi chặng đường thánh giá. Khi nào rất cần thiết, như cầu cho người đang hấp hối sắp qua đời, khi phải xin một ơn gì đặc biệt cho các linh hồn mồ côi, trong những ngày giỗ, đọc kinh cho linh hồn ông bà, cha mẹ, hay khi khấn xin một ơn gì đặc biệt, thì có thể áp dụng phương pháp lần chuỗi mân côi chặng đường thánh giá. Lần chuỗi mân côi chặng đường thánh giá đòi hỏi phải có sự cố gắng, hy sinh vì thời gian rất lâu. Phương thức lần chuỗi mân côi chặng đường thánh giá như sau. 1. Trước hết, cầm ảnh chuộc tội, đọc kinh tinh kính, một lạy cha, ba kinh kính mừng, kính mẹ đồng trinh, mẹ thiên chúa, mẹ vô nhiễm. 2. Là ngắm đàn thánh giá. Sau mỗi chặng, đọc một lạy cha, 10 kinh kính mừng, một sáng danh và lời nguyện. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu các linh hồn. Lạy Chúa xin tha tội cho chúng con. Lời nguyện Fatima, ngợi khen các thương tích Chúa Kitô vì đã chữa chúng con khỏi đau đớn tội lỗi. Ngợi máu cực trâu báo người, xin rửa sạch các sự dữ chúng con. 3. Là đọc thêm chặng thứ 15, lạy ơn Đức Chúa Giêsu khi đã chịu chết và táng trong mộ 3 ngày, người đã sống lại vinh hiển vì ở lại với người ta trong bí tích thánh thể cho đến tận thế. Xin cho chúng con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được sống lại vinh quang cùng Chúa đời đời. Sau đọc kinh Vật Mộng và kinh Lạy Nữ Vương, ghi chú đọc chuỗi mân côi sốt sắng cứu được 10.000 linh hồn ở luyện ngục và 100 người xa khỏi sao quả ngục. Đọc chuỗi hạt mân côi chặng đường thánh giá này lâu khoảng 45 phút nhưng rất ít lợi. Xin khấn và xin cho các linh hồn mồ côi trong luyện ngục đều được kết quả rất tốt đẹp. Lời bàn: phương thức lần chuỗi hạt mân côi chặng đường thánh giá không nằm trong chuỗi hạt mân côi, nhưng là kết hợp 14 sự thương khó Đức Chúa Giêsu và 7 sự đau đớn của Đức Mẹ trên chuỗi hạt mân côi. Chúng ta chỉ nên áp dụng phương thức này trong trường hợp rất cần thiết, như có người đang hấp hối hoặc cầu xin đặc biệt cho các linh hồn mồ côi, đọc kinh giỗ cho ông bà tổ tiên. Ở Việt Nam đã có nhiều nơi áp dụng phương pháp đọc kinh này, cũng như khi Đức Chúa Giêsu truyền cho chị Thánh Faustina lấy chuỗi hạt mân côi mà đọc kính lòng thương xót Chúa. Amen.